Xin chào cả nhà nhé. Hiện tại thì mình đang có mặt ở trên một chiếc ghe chuyên đi cào ốc tôm, ốc vịt của em Nghĩa cả nhà. Thì bữa nay giờ này cũng là buổi sáng rồi, buổi sáng tầm khoảng 9 giờ thì Tâm sẽ đi theo để mà cho cả nhà trải nghiệm. Hiện tại thì em Nghĩa với lại cháu của em Nghĩa đang ở phía sau đang cào, thì chúng ta sẽ tiến ra phía sau để cho cả nhà cùng xem ha. Cả nhà thấy thì cái máy này cũng khá là mạnh nè. Ở đây là ở trước mũi ha. Ở bên đó thì Tâm thấy có một gia đình anh chị đang cũng là cào luôn đó nha, đó là cào ốc luôn. Cái đó là cào ốc gạo với là ốc quắn ha. Rồi, trở lại chủ đề chính thì chúng ta cùng đi ra phía sau. Ở đây là cái gian bên trong ghe của em Nghĩa có đem theo nấu ăn nè, chỗ ngủ luôn. Là cái nơi để ngủ nghỉ của em với lại cháu của em ha. Rồi, trước mặt của cả nhà là cái khoang này là ốc nè, ốc có nè. Con này em thấy là ốc nè, rồi hến nè, hến nhỏ hến bự đầy đủ lộn xộn. Cái này thì em Nghĩa nói cái này là ốc, này là ốc tôm. Ốc này hiện tại là 2.200 đến 2.500 đồng một ký ha, mỗi ngày mỗi khác. Thì bình quân một ngày là Nghĩa làm được khoảng vài trăm ký, một tấn trở lại cả nhà. Phía sau đó là Nghĩa đang cầm lái với lại một em cháu. Thì như cả nhà thấy Nghĩa là cầm lái nè, cầm lái nè, tới lui rồi một cái người sẽ lựa ha, sẽ lục lựa những cái gác nè, bẩn nè ra. Chỉ có hai người thôi, tại vì cái này nó có hệ thống máy máy sàn tự động á, là thành ra cái chúng ta lựa thì nó sẽ khỏe hơn. Giờ Tâm sẽ tiến vào phía sau để cho cả nhà cùng xem ha. Như cả nhà thấy là có hệ thống máy sàn nè. Phía dưới này là đặt một cục máy lớn ở dưới này nè, ở dưới khoang nè, rồi có hệ thống dây kéo nè.
Phía bên đó là cũng có một chiếc ghe đi chung với Nghĩa luôn cả nhà. Thì đó là dòng họ ha, bà con ha. Đây là khung cảnh ở phía sau, cái chỗ cái dàn sàn của dẹm. Quá trời nhiều dẹm luôn ta. Ủa mấy dẹm này là mình bỏ hết luôn hả Nghĩa? Ồ trời ơi, cái này bắt lại chắc nhiều dữ lắm nè. Quá thế à. Có khi nào mà bắt vài con về cái đầu nướng mỡ hành đâu nghĩa? Vậy là có ăn rồi hả? Cái nhà thấy thì cái dẹm này là chúng ta sẽ nướng mỡ hành ha, ăn ngon lắm. Thì làm xương xương vài ly gũ đế nữa là chất lượng luôn á. Quá nhiều luôn nè, tùm lum. Gác nè, bọc, dẹm, hến, rồi hệ thống sàn, cái sàn ga ha, gác ga. Như cả nhà thấy nè, đèn ngô. Ui, quá, hết sức nhiều dẹm luôn. Thì mấy con dẹm này khi mà không có ai cắn nó bỏ xuống dưới nước, xong rồi mình bỏ xuống dưới sông cái bắt đầu cạo nó lại tiếp tục dính lại nó mới còn nhiều vậy, chứ nếu có người cắn thì chắc cũng hết luôn. Quá nhiều. Hiện tại thì Nghĩa đang sửa máy một tí ha cả nhà. Chút xíu quay lại làm việc thì bây giờ thì chúng ta sẽ coi ở cái xóm xóm này xem nè. Dẹm có người thì mò kiếm từng con dẹm luôn á để mà ăn luôn á, mà không có luôn á. Con này là hầu như rất là nhiều mà người ta không lấy ha. Này có thể xào khóm nè, nướng mỡ hành nè, xào tỏi cũng ngon nữa nha. Chung là rất là nhiều. Này, như các nhà thấy thì dẹm này nó có cái màng. Những con dẹm này sẽ bỏ nè, hệ thống lọc sàn ra ha. Phía bên đó là người nhà của Nghĩa, là cái đó là ba của Nghĩa ha. Thì gia đình Nghĩa đi tới ba bốn ghe gì đó. Đây là có hai cái cuộn dây hệ thống kéo lên kéo xuống. Là chúng ta chụp rửa rồi cho sạch hết đất bùn, rồi chúng ta sẽ đổ cái những cái con ốc lên trên. Ở trên khoang như cả nhà thấy là có nước nữa nè, đó, có cái vòi nước bơm lên liên tục để rửa những cái chất bẩn ra để nó có thể lọc được tất cả những cái bẩn.
nghĩa nói cái này là ốc tôm ở phía miền ngoài người ta vô mua. Khi mà cái ốc vừa đổ lên thì cái dàn cào của chúng ta sẽ hạ xuống ha, lại tiếp tục để cào nữa. Thì nó cứ liên tục như vậy thì số lượng ốc rất là nhiều. Cái này là cái dàn sàn nó đang hoạt động nè. Bây giờ tiếp tục lại kéo lên nữa cả nhà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chuẩn bị lên một sàn nữa. Cái hệ thống sàn này thì nó sẽ lọc những cái nát ra nè, cái nát nhừ ra nè, cái to ra, cái gác ra, thì nó sẽ sàn ra phía bên ngoài nè cả nhà, nó sẽ rớt ra ngoài. Chút xíu nữa cả nhà sẽ nhìn thấy ha. Đây thì ốc này cũng còn hến ốc, rồi ốc nhỏ, ốc bự, hến nhỏ, hến bự, rồi là đất cũng có nữa. Có những cái sàn thì nó cũng chưa sàn ra. Nghĩa ơi, như cái ốc này như vậy là mình bán chưa cưng? Bán à. Là về như người ta gỡ hay là mình gỡ hay là người ta gỡ? Như vậy là người ta lại là người ta căng mình rồi ha. Là mình chỉ cần sàn ra nó cứ vô đây vậy là lụm tiền đó phải không? Hồi nãy cưng nói này là một ký nhiêu anh quên rồi, 2002 hay 2003 ta? À, lộn xộn gì luôn ha. Rồi đem cơm theo ăn hả gì? Vậy là ăn cơm cái đầu tấp vô cái ăn chung luôn. Mấy giờ ăn cơm? Vậy hả? Ủa vậy là hai ghe là của chung của mình luôn đó hả? Hay dữ ta. Ừ, anh thấy chạy qua đó hoài. Ở dưới cũng có dân cào ốc gạo á. Cào vỏ. Ừ, cào vỏ, cào cặp cặp chỗ nhà anh đó. Anh thấy cào cái này quy mô quá, có khi nào mà nó vô tiền vô vàng vậy không nghĩa? Gì hả? Thấy có vỏ chai nữa kìa. Lon đồ. Ủa lon đó mình cào vô hay là mình uống vậy ta? Cào vô. Vậy hả? Nghĩa năm nay được nhiêu tuổi rồi? Mới 17 tuổi mà giỏi vậy. Cưng cầm ghe này lái được mấy năm rồi nghĩa? Hai năm là cũng kinh nghiệm là dồi dào. Vậy là cái này cưng với lại cha mình đi là tới trưa, tới chiều luôn mình mới về phải không? À, căng trong vòng găng. Tới mấy giờ mình mới nghỉ? 4 giờ, 5 giờ gì hả? Thì phía đó là mới vừa đổ lên nè, chưa có sàn ra ha. Chút sàn gác nè. Sở sạch gác xong rồi đổ lên đây. Đổ lên đây thì trên đây nó sẽ sàn ra gác nữa. Rồi ốc, rồi đất. Lía tùm lum hết. Cái khoang này chứa được 1 tấn không nghĩa? Hơn 1 tấn hả? Như cái khoang này là hơn 1 tấn.
Loại đu nguyên chiếc ghe vô luôn, hay dữ trời. Nặng lắm à. Ở trước nó nhẹ ha. Như các nhà thấy thì đây là hệ thống sàn ha, có nước rửa liên tục để chất bùn nó chảy ra. Nghĩa với lại gia đình của Nghĩa thì có hai ghe đi cào, thí dụ xa thì sẽ ngủ qua đêm ở tại cái nơi đó, thì trong vòng 2 ngày thì sẽ đi bán ốc một lần để cho số lượng ốc nó nhiều, thì mình đi một lần cho nó đỡ tốn tiền dầu. Cái này hồi nãy tâm nói là ốc tôm ha, ốc này ở ngoài miền ngoài người ta mua. Chắc sáng sớm á nghe. Sáng sớm mà gió bắt là cũng hơi quéo. Anh nghĩ là mấy tình trạng này chắc cưng cũng quen rồi ha. Làm nghề thì nó cũng ưa gặp chuyện này chuyện kia, trục trặc nọ đồ. Anh trai nãy nói tên gì? Nãy nói tên gì anh quên à? Tưởng. Tơ tưởng hả? Phải không? Lý tưởng. Gì ạ? Lý tưởng. Vậy là có người anh ở nhà nữa hả? Hay là anh cưng ở nhà hả? Lý tưởng tên nghe nhất cái nách ha. Còn Nghĩa thì có bao nhiêu người anh em? Có 2 người. Vậy hả? Bên kia là mướn người ta luôn ha. Rồi.